Chào các con, ở tiết học lần trước thì chúng ta đã được tìm hiểu về trường hợp đồng dạng thứ nhất, cạnh 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 của hai tam giác. Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về trường hợp đồng dạng thứ hai. Vậy trường hợp đồng dạng thứ hai của hai tam giác là gì? Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu thông qua ví dụ thực hành sau. Cô có hai tam giác ABC và A'B'C' thỏa mãn điều kiện, đó là AB trên A'B' bằng BC trên B'C' và góc B bằng với góc B'. Tức là gì? Ở đây điều kiện đã khác so với trường hợp đồng dạng thứ nhất. Ở trường hợp đồng dạng thứ nhất thì chúng ta có hai tam giác có các cạnh tương ứng tỷ lệ. Ở trường hợp này, chúng ta mới chỉ có hai cặp cạnh tương ứng tỷ lệ thôi. Tuy nhiên, ta lại có thêm điều kiện, đó là góc giữa hai cạnh đó lại bằng nhau. Cô dùng thước kẻ để đo độ dài của đoạn AC. Khi đó, độ dài của AC là 6 cm. Tiếp theo, cô đo độ dài của đoạn A'C' thì được kết quả là 3 cm. Sau khi đo xong, thì cô thấy rằng AB trên A'B' bằng BC trên B'C' và sẽ bằng AC trên A'C'. Như vậy là hai tam giác này đã có 3 cạnh tương ứng tỷ lệ rồi. Từ đó chúng ta sẽ vận dụng trường hợp đồng dạng thứ nhất của hai tam giác và suy ra được ngay là hai tam giác này sẽ đồng dạng với nhau. Để kiểm tra một cách kỹ càng hơn thì cô sẽ kiểm tra 3 góc của hai tam giác này. Lần lượt có số đo là 50, tiếp theo là 70, tiếp theo nữa đề bài đã cho là 60. Tương tự như thế, tam giác A'B'C' có độ lớn của các góc tương ứng và chúng ta sẽ có thể nhìn thấy được ngay đó là gì. Sau khi đo xong, độ lớn 3 góc của hai tam giác ABC và A'B'C' là tương ứng bằng nhau. Từ đó chúng ta sẽ suy ra được là gì? Là hai tam giác này sẽ đồng dạng với nhau. Một cách tổng quát, chúng ta sẽ suy ra được nội dung của định lý như sau. Nếu hai cạnh của tam giác này tỷ lệ với hai cạnh của tam giác kia và hai góc tạo bởi các cặp cạnh đó bằng nhau thì hai tam giác sẽ đồng dạng. Chúng ta sẽ cùng đi chứng minh định lý này. Trước hết, cô nêu giả thiết và kết luận của định lý. Sau đó thì chúng ta sẽ đi chứng minh định lý này như sau. Trước hết thì trên AB cô sẽ lấy một điểm M sao cho AM bằng A'B'. Tiếp theo chúng ta sẽ kẻ MN song song với BC, điểm N thuộc AC. Các bước này thì giống như là cái bài chứng minh trường hợp đồng dạng thứ nhất. Sau đó thì chúng ta cũng suy ra được tam giác AMN sẽ đồng dạng với tam giác ABC. Tới đây thì hai tam giác này sẽ có các cạnh tương ứng tỷ lệ, tức là AM trên AB bằng AN trên AC. Lại có theo cách vẽ thì AM bằng với A'B'. Vậy thì ở đây cô thay AM bằng A'B'. Từ đó chúng ta suy ra là A'B' trên AB bằng AN trên AC. Đề bài lại cho chúng ta một tỉ số nữa, đó là A'B' trên AB cũng bằng A'C' trên AC. Vậy thì hai tỉ số này là bằng nhau. Từ đó ta suy ra là AN bằng với A'C'. Tới đây thì hai tam giác AMN và A'B'C' sẽ bằng nhau theo trường hợp cạnh góc cạnh. Chúng ta có AM bằng A'B', AN bằng A'C' và góc A này bằng nhau. Bởi vì đề bài cũng cho là góc A' bằng góc A. Từ đây chúng ta sẽ suy ra là tam giác ABC sẽ đồng dạng với tam giác A'B'C' và như vậy định lý đã được chứng minh. Dựa vào định lý trên, chúng ta sẽ làm bài tập áp dụng như sau. Cho tam giác ABC có AB bằng 5 cm, AC bằng 8 cm. Trên cạnh AB và AC lần lượt lấy hai điểm M và N sao cho AM bằng 4 và AN bằng 2,5 cm, chứng minh rằng tam giác ABC đồng dạng với tam giác ANM. Sau khi học thêm trường hợp đồng dạng thứ hai, các con phải nhớ nếu như chúng ta chứng minh hai tam giác đồng dạng thì xét xem hai tam giác đó đã có hai góc bằng nhau hoặc là hai góc chung chưa. Chúng ta thấy rằng là gì? AM trên AC thì bằng 1/2, AN trên AB cũng bằng 1/2. Vậy thì chúng ta sẽ xét hai tam giác ABC và ANM, chúng có góc A chung và tỉ số AM trên AC bằng AN trên AB cùng bằng 1/2. Vậy thì theo định lý chúng ta sẽ suy ra hai tam giác này đồng dạng với nhau theo trường hợp cạnh góc cạnh.
Vậy là ngày hôm nay cô đã cùng các con tìm hiểu về trường hợp đồng dạng thứ hai của hai tam giác, đó là trường hợp cạnh góc cạnh. Đến bài giảng tiếp theo, chúng ta sẽ tìm hiểu sang trường hợp đồng dạng thứ ba là trường hợp ngắn gọn nhất. Hẹn gặp lại các con trong những bài giảng tiếp theo.